Sen Vàng Palace, thành phố Việt Trì, trung tâm tổ chức sự kiện, là nơi diễn ra lễ thành hôn cho đôi bạn trẻ. Một không gian cưới xa hoa long trọng và lung linh dưới những chùm đèn lấp lánh, hiệu ứng ánh sáng chuyên nghiệp. Những bàn tiệc của các món ngon do đầu bếp hàng đầu có kinh nghiệm của nhà hàng được trang trí bắt mắt và ngon miệng, song vẫn giữ được nét ẩm thực của quê hương. Màn dân tiệc có 102 chỉ diễn ra tại Sen Vàng Palace cũng góp phần làm buổi tiệc thêm trang trọng và độc đáo hơn.